Trước thực tế tình hình di dịch cư tự do còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, thời gian qua Công an huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phản bác luật điệu của các thế lực thù địch, vận động nhân dân không di dịch cư tự do, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống no ấm hạnh phúc trên chính đồng đất quê hương của mình. Huyện Tam Đường hiện có trên 52.000 người, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm 39,1% dân số. Toàn huyện hiện có 38 điểm nhóm với 1.670 hộ và 8.800 nhân khẩu, có niềm tin tôn giáo. Thời gian qua, mặc dù tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên tình trạng di cư tự do vẫn còn xảy ra ở một số địa phương. Tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng công an huyện đã phát hiện 3 hộ với 13 khẩu di cư tự do sang Thái Lan, tập trung ở hai xã Sơn Bình và Khun Há. Ngoài ra, công an huyện cũng đã phát hiện kịp thời, ngăn chặn một số trường hợp giao bán tài sản để thực hiện di cư tự do. Thực hiện công tác phòng chống cái vấn đề di cư tự do trên địa bàn toàn huyện, thì ngay từ đầu năm hàng năm, thì Đảng ủy Ban Chỉ huy Công an huyện đã chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện ban hành cái kế hoạch về công tác phòng ngừa di cư tự do, để chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của huyện rồi Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng dân ổn định cuộc sống, không di cư tự do trái phép và gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống di cư tự do, cùng với việc tham mưu cho huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công an huyện còn thành lập các tổ công tác thực hiện tốt phương châm 3 bám 4 cùng với nhân dân, trong đó lựa chọn những đồng chí là người địa phương có trình độ am hiểu phong tục tập quán, văn hóa của người dân để tuyên truyền vận động. Nhờ đó người dân đã nâng cao được ý thức, không nghe không tin theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, không di cư tự do, tích cực đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Vâng, thì về đến trên bảng thì được chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ tiền hỗ trợ, tiền hộ nghèo, rồi là tiền Covid, vẫn được hưởng các chế độ đấy. Cái việc vận động đối với bà con thì chúng ta phải, trước hết là chúng ta phải nắm, đi sâu, đi sát với quần chúng nhân dân, và nắm được cái tương tư nguyện vọng của nhân dân, sau đó và biết được những cái nguyện vọng của bà con để đòi hỏi những cái gì và còn thiếu sót những cái gì, và thì mình mới tìm hiểu được cái nguyên nhân sâu xa để chúng ta vận động và tập trung cốt lõi là phải nắm được cái tương tư của bà con, sau đó mình mới có cái chủ trương để tuyên truyền vận động đúng với cái thực trạng mà bà con đang bị mắc. Để thực hiện công tác phòng chống di cư tự do, cùng với công tác tuyên truyền vận động, các địa phương cũng cần lồng ghép thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho người dân ngay tại cơ sở, đồng thời tạo điều kiện giúp bà con tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.